Bố mẹ thân mến, hiện nay thì Gấu đã đứng tại gian hàng sơ sinh của cơ sở 1 Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Ở đây thì chúng tôi có rất nhiều các cái sản phẩm quần áo sơ sinh và đồ dùng phù hợp với con yêu của bố mẹ. Tuy nhiên, ở video này thì Gấu Đôi sẽ giúp bố mẹ lựa chọn ra các cái sản phẩm thực sự cần thiết và phù hợp với nhu cầu cũng như là thị hiếu của từng gia đình ạ. Về quần áo sơ sinh thì bố mẹ sẽ lựa chọn cho con khoảng từ 5 tới 10 bộ, được chia làm hai size, đó là size 1M và size 3M. Bố mẹ lưu ý là chúng ta sẽ lựa chọn cho con quần nhiều hơn áo một chút nhé. Ở đây thì Gấu Đôi có rất nhiều các sản phẩm quần áo, vì đối với mùa hè thì bố mẹ nên lựa chọn cho con các cái chất liệu quần áo làm từ vải xô ạ. Từ vải sợi tre hoặc là từ vải thông hơi, thoáng mát và thấm hút mồ hôi tốt ạ. Về số lượng quần áo thì bố mẹ lưu ý chúng ta sẽ có thể lựa chọn được khoảng từ 5 tới 10 bộ, được chia làm hai size là size 1M và size 3M. Số lượng quần thì bố mẹ có thể mua nhiều hơn áo. Ở Gấu Đôi có rất là nhiều các cái hãng quần áo sơ sinh đến từ các cái thương hiệu khác nhau, với mức giá dao động từ khoảng 50.000, 70, 80, 100, 120.000 một bộ quần áo. Bố mẹ có thể lựa chọn phù hợp theo nhu cầu của từng gia đình ạ. Ngoài ra thì Gấu Đôi có bán rời thêm các cái loại quần gọi là quần trục với giá tiền vừa phải hơn. Bố mẹ có thể mua thêm cho con khoảng từ 5 tới 10 chiếc quần riêng ạ. Ngoài ra, bởi vì các em bé được dự sinh vào mùa hè nên chúng ta có thể lựa chọn cho con các cái loại quần áo được làm từ chất liệu vải lanh giống như thế này ạ. Rất là mát mẻ đối với các bé, đặc biệt là các bé được dự sinh vào khoảng tháng 6, tháng 7 âm thì trời nóng hơn bình thường ạ. Bố mẹ lưu ý nhé. Ở phần tiếp theo thì mình sẽ cùng bố mẹ tìm hiểu về các cái phụ kiện cần thiết cho bé yêu. Đối với các em bé sơ sinh thì những chiếc yếm này, bao chân bao tay hay là chiếc mũ top thì là những đồ dùng rất là nhỏ bé nhưng mà không thể thiếu. Về mũ sơ sinh thì chúng ta cần lựa chọn cho con khoảng từ 5 tới 10 chiếc. Khoảng tầm 5 chiếc cũng được, bởi vì là mùa hè thì nếu mà giặt thì cũng nhanh khô hơn ạ. Số lượng khoảng 5 chiếc các mẹ nhé. Thì chúng ta sẽ lựa chọn các chất liệu mũ bằng vải cốt tông mỏng một lớp, co giãn tốt ạ. Hiện nay thì có rất là nhiều mẫu mã mũ sơ sinh tại Gấu Đôi, rất là xinh xắn và chất liệu thì co giãn tốt ạ. Hoặc là của thương hiệu Dogma, kẻ này, họa tiết này, rất xinh phải không ạ? Và các cái chất liệu mũ sơ sinh như thế này thì có giá dao động khoảng từ 10k này, 20, 25 đến 30k một chiếc thôi ạ. Thì bố mẹ có thể lựa chọn khoảng 5 chiếc. Và vì mùa hè nên chúng ta có thể lựa chọn thêm cả những chiếc che top như thế này ạ. Che top trước là những chiếc mũ lửa, nó chỉ dùng để che cái phần trán của con thôi ạ. Thì những chiếc che top này cũng có giá dao động khoảng từ trên dưới 10.000 tới 15, 20.000, 30.000 một chiếc ạ. Thì số lượng top thì chúng ta cũng có thể lựa chọn khoảng tầm từ 3 đến 5 chiếc nữa ạ. Đây là những chiếc top mà có set 3 cái, họa tiết cho bé trai hoặc bé gái. Về bao chân bao tay thì có rất là nhiều các cái hãng bao chân bao tay thì đa số là đóng theo màu, tông màu giống nhau. Có một cái kinh nghiệm rất là nhỏ, đó là khi bố mẹ mua đồ dùng phụ kiện bao chân tay cho con ý, thì bố mẹ thường là nên lựa chọn một màu để khi mà chúng ta dùng trong quá trình dùng cho con thì có bị giặt cũng không lẫn ạ. Như vậy rất là tiện lợi hơn cái việc là mua mỗi một set một màu. Thật ra đây là kinh nghiệm của mình thôi, còn có rất là nhiều bố mẹ cũng có thể là muốn mua nhiều màu cho cảm giác là đa dạng và phong phú hơn ạ. Thì ở đây thì mỗi một set bao chân bao tay có giá dao động khoảng từ 10 này, 15, 20 tới khoảng 30, 40 nghìn tùy chất liệu sản phẩm ạ. Thì bố mẹ có thể lựa chọn cho con khoảng tầm từ 3 đến 5 set. Vì là mùa hè thời tiết nó nắng và nhanh khô nên là số lượng sản phẩm bố mẹ không cần phải mua quá nhiều đâu ạ. Chúng ta sẽ mua mức độ vừa phải và khi nào mà thiếu thì mua thêm cũng được ạ. Các chất liệu bao chân bao tay của hãng Mio này, Dogma này, của Baby này, của Lulabi ạ, của Mintu, của Ularogo, rất là nhiều hãng đúng không ạ? Rất là đa dạng nữa ạ. Phần tiếp theo thì chúng ta sẽ lựa chọn các loại khăn sữa và khăn xô cho em bé. Khăn sữa cho em bé thì thông thường là sẽ có loại 2 lớp, 3 lớp và 4 lớp. Tuy nhiên mùa hè thì bố mẹ chỉ cần lựa chọn loại 2 lớp và 3 lớp thôi ạ. Và mỗi một set như thế sẽ đóng là 10 cái. Số lượng khăn cho bé thì rơi vào tầm khoảng từ 20 tới 30 chiếc, hoặc bố mẹ mua dư ra cũng được, bởi vì khăn sữa này chúng ta sẽ dùng cho con rất là lâu. Có những em bé khoảng tầm 1 đến 2 tuổi vẫn dùng khăn sữa này, bố mẹ sẽ không bao giờ lo bị dư đâu ạ. Mà thông thường là chúng ta sẽ mua liên tục, khi mà nó cũ một chút chúng mình sẽ thay ạ. Một set khăn sữa này sẽ có giá dao động khoảng từ 28.000 tới 35.000, 40, 45.000 một set. Và có rất là nhiều hãng cho bố mẹ lựa chọn, tức là hàng Việt Nam sản xuất này, hoặc có những loại hàng thì là có cho các cái công ty có thương hiệu hơn sản xuất thì cái chất liệu nó sẽ mềm mịn hơn một chút, hoặc là những chất liệu khăn sữa
bằng vải xuất Nhật thì nó sẽ mịn hơn và nhìn cái đường bo viền nó cũng đẹp hơn như thế này ạ. Và một set khăn sữa như thế này có giá dao động khoảng từ 45 đến 50 nghìn, 70 nghìn một set, những cái hàng mà cao cấp hơn đấy ạ. Thì theo kinh nghiệm của bản thân ấy, thì là bố mẹ khi mà sử dụng khăn sữa cho con thì nên lựa chọn khoảng hai hãng khác nhau để phân biệt trong quá trình sử dụng. Ví dụ như một loại chuyên dùng để lau phần mặt và cho em bé, một loại chuyên dùng để lau những cái phần ợ chứa sữa, hoặc là khi mà lau tắm cho em bé chúng ta sẽ dùng riêng ra để phân biệt cho dễ. Tiếp theo đó là về khăn tắm cho em bé thì chúng ta vẫn lựa chọn các loại bằng từ chất liệu vải sâu giống như là khăn sữa, nhưng mà kích thước sẽ to và rộng hơn như thế này ạ. Và những chiếc khăn tắm thì thường có kích thước khoảng thường có hai loại, đó là loại 4 lớp và 6 lớp ạ. Khăn tắm thì dùng để lau và quấn cho em bé sau khi tắm xong, hoặc là đối với các em bé đi sinh ở phòng sinh ý, thì thông thường chúng ta sẽ chuẩn bị thêm khoảng 2 chiếc để bác sĩ lau những cái phần dịch và gây của em bé khi mới sinh ra và bỏ đi. Vì vậy là bố mẹ sẽ chuẩn bị dư ra 2 chiếc và còn khoảng 2 chiếc ở nhà để sử dụng thay nhau. Về mùa hè lên chúng ta chỉ cần lựa chọn khăn tắm khoảng 4 lớp là được rồi ạ. Các loại khăn tắm thì có khăn hàng sản xuất tại Việt Nam này, hoặc những cái hàng cao cấp hơn, và giá thành rơi vào từ khoảng 26.000 này, 35.000, 40 và 55.000 một chiếc ạ. Ngoài ra thì có những loại khăn tắm bằng chất liệu sợi tre thì hổ khá là rộng. Đây bố mẹ thấy là rộng hơn khăn vừa rồi đúng không ạ? Chất liệu thì mỏng và mềm mịn hơn, hổ rộng hơn, giá thành cũng cao hơn, rơi vào từ 120.000 đến 150.000 một chiếc. Thông thường thì gấu đôi thấy là có rất là nhiều các bố mẹ thì lựa chọn khoảng 2 đến 3 chiếc khăn tắm với các cái màu sắc và chất liệu khác nhau để vừa để phân biệt và vừa để cảm thấy là đa dạng hơn, xinh xắn hơn đúng không ạ? Thật ra thì bố mẹ không cần mua quá nhiều khăn tắm đâu, chúng ta chỉ mua khoảng tầm 3 đến 5 chiếc là cùng, không cần phải mua quá nhiều đâu ạ. Và khi là cũ thì chúng ta sẽ mua cái mới để thay sau cũng được ạ. Về khăn nên là phần khăn tắm, khăn sữa, khăn các loại khăn quấn cho con thì giống như là những chiếc khăn bằng những khăn bông như thế này ạ, thì các mẹ có thể mua thêm để quấn cho con khi mặc tã xong thì chúng ta sẽ quấn khăn này cho con. Thật ra thì cái số lượng khăn quấn bây giờ thì bố mẹ không cần mua quá nhiều, bởi vì chúng ta sẽ mặc quần cho con sớm, thông thường khoảng tầm 1 tuần tới 10 ngày trở ra là mặc quần rồi. Thì các loại khăn quấn như thế này thì bố mẹ có thể mua tầm 5 chiếc là cùng, 5 chiếc thôi ạ. Và giá thành thì dao động từ khoảng 50.000, 70.000 tới khoảng 100.000 một chiếc tùy chất liệu ạ. Đây có rất là nhiều hãng khác nhau ạ. Phần tiếp theo thì bố mẹ sẽ cùng nhau tìm hiểu về các loại chặn này, gối này, quấn này, ủ mùa hè cho em bé. Đây được gọi là bộ chặn cho em bé. Bộ chặn cho em bé thì dùng để đặt ngang người em bé, đủ để cho em bé tránh giật mình trong quá trình ngủ. Đây là một sản phẩm rất là hữu ích cho em bé sơ sinh, bởi vì khi các con ngủ thì thường hay giật mình, ngủ không ngon, thì chúng ta sẽ đặt bộ chặn như này xuống bên cạnh sườn như thế này, chẹn lên thì các con ngủ sẽ cảm giác là chặt chẽ và yên tâm hơn. Các cái bộ chặn này thì thông thường được làm bằng chất liệu vải, bên trong thì có nõi bằng bông hoặc là vỏ đỗ. Thì đối với mùa hè thì bố mẹ nên lựa chọn chất liệu vỏ đỗ, sẽ cảm giác là thoáng hơn và đỡ nóng hơn so với chất liệu bông. Thì các loại bộ chặn bằng chất liệu vỏ đỗ ở gấu đôi đang có giá dao động từ 80-85.000 tới 120.000 một bộ. Có những bộ thì nó sẽ có đi kèm cả gối như thế này, tức là kèm cả một chiếc gối nõm như thế này, rất là xinh xắn và giá cũng chỉ rơi vào tầm hơn 100.000 một chút xíu thôi ạ. Rất là xinh xắn phải không ạ? Đối với em bé sơ sinh thì sẽ tối thiểu là khoảng 2-3 chiếc gối, vì các con thường xuyên là ra mồ hôi hoặc là có thể bị ợ sữa nên phải thay. Chính vì vậy mà bố mẹ lưu ý sẽ lựa chọn cho con khoảng tầm chuẩn bị khoảng ít là 2-3 chiếc gối thay đổi. Bằng các loại gối khác thì có chất liệu gối bằng vải xô ạ. Một chiếc gối bằng chất liệu vải xô như thế này rất là cần thiết cho em bé sơ sinh. Em sinh rất là xinh xắn này. Bằng vải xô thì khá là thấm hút, khi mà mồ hôi ra thì nó sẽ thấm hút tốt để không bị ngấm ngược trở lại cho em bé. Có một cái mẹo nhỏ trong quá trình sử dụng gối cho em bé, đó là về mùa hè thì chúng ta có thể dùng chính cái chiếc khăn xô tắm vừa nãy để gập thành 4-5 lớp gối cho con, vừa dễ dàng thay giặt mà vừa thoáng mát cho em bé, thì nó giống như một chiếc vải gối xô như thế này. Hoặc khi dùng chiếc gối thì bố mẹ có thể đặt lên đây một chiếc khăn sữa sạch để thay thường xuyên, thay vì giặt một chiếc gối như thế này cũng rất là tiện lợi phải không ạ? Một chiếc gối cho em bé sơ sinh thì có giá dao động từ 85.000 tới 100 và khoảng 200.000 tùy loại.
Ngoài ra thì ở Cố đô còn có rất là nhiều các loại gối bằng chất liệu gọi cao su tự nhiên. Chất liệu cao su này thì sẽ không bị xẹp trong quá trình gối và có những cái phần lõm nhất định giúp cho em bé nằm ngủ ngon giấc hơn và chống lõm đầu. Bố mẹ lưu ý là những chiếc gối này có tác dụng là hỗ trợ chống lõm đầu chứ không thể chữa lõm đầu được nhé. Nhiều bố mẹ tưởng rằng là gối có tác dụng chữa lõm đầu là không phải đâu ạ. Thông thường các em bé khi sinh ra thì sẽ cái phần xương đầu rất là mềm, dễ bị cảm giác là dễ bị bẹp đúng không ạ? Nhưng mà tuy nhiên khi lớn thì các con sẽ phát triển tự nhiên hơn và cái phần bẹp nó sẽ đỡ dần lên. Nên bố mẹ không cần phải quá lo lắng đâu ạ, chỉ cần là chú ý tư thế nằm của con trong quá trình chăm sóc và bế bé, rất là hạn chế cái việc mà cho bé làm một tư thế nhiều quá thì dẫn đến hiện tượng bẹp đầu lâu. Còn nếu không chúng ta cứ chịu khó xoay sở cho con và dùng các loại gối phù hợp thì sẽ hạn chế được cái phần bẹp đầu cho con ạ. Các loại gối cao su thì đến từ các cái thương hiệu, ví dụ là Oladogo, có giá từ 200-250 tới 350.000 tùy loại ạ. Các loại gối ạ, rất là nhiều loại gối. Bố mẹ có thể đến trực tiếp để lựa chọn thì sẽ cảm thấy là thích thú hơn đấy ạ. Ngoài ra thì một phần không thể thiếu được đối với một em bé sơ sinh đó là các loại quấn và ủ cho em bé trong quá trình ngủ. Đây là một cái phát minh rất là mới, có thể gọi là một phát minh cũng được ạ. Đối với em bé sơ sinh có thể là một phát minh, bởi vì là ngày xưa ấy thì cách đây ít nhất là khoảng 3 năm là mình sinh em bé là chưa có các sản phẩm này đâu. Đến thời điểm bây giờ thì các mẹ đang dùng rất là nhiều, đó là quấn trũn. Quấn trũn ở nhà Gấu Đôi là quấn trũn đến từ thương hiệu trũn Coco, rất là xịn sò, rất là thích. Vì cái thương hiệu này được nhiều bà mẹ tin dùng mà cảm giác là các con dùng rất là phù hợp mà ngủ cũng khá là ngon. Chúng ta sẽ cho con quấn con vào đây ạ. Co giãn tốt này bố mẹ nhé. Có khóa phần khóa kéo này, có size phù hợp với từng cân nặng của các bé. Và có cái phần mà để thay bỉm ấy, tức là kiểm tra bỉm ấy, rất là tiện lợi. Yêu lắm. Cái sản phẩm này thì bên Cầu Đôi bán được rất là nhiều. Một em bé có thể dùng khoảng từ 2 tới 3 chiếc thay đổi với các màu sắc khác nhau. Và khi em bé vệ sinh ra, chúng ta giặt thay ấy, giống như một chiếc bộ quần áo ấy, thì bố mẹ yên tâm là đối với mùa đông hay mùa hè thì sẽ có những chất liệu ủ trũn nó phù hợp với thời tiết cũng như là nhiệt độ của từng mùa. Đây gọi là quấn nhộng nhé bố mẹ nhé. Cái mẫu như vừa xong gọi là quấn nhộng, nhìn khi con mặc cái này vào như con nhộng con ấy, rất là đáng yêu đấy ạ. Còn thêm một loại nữa đó là ủ quấn trũn. Mình đợi một chút ạ, để mình tìm cái ủ quấn trũn đây ạ. Ủ quấn trũn cổ điển. Ủ quấn trũn cổ điển thì thật ra thì nó cũng rất là đơn giản thôi ạ, nhưng mà được lựa chọn bằng cái chất liệu vải khá là phù hợp, co giãn. Và cái hình dạng của cái trũn này nó may để giúp bố mẹ có thể quấn các con được một cách dễ dàng và khéo léo nhất để các con ngủ ngon nhất. Thì ở mỗi cái quấn trũn này, hàng chính hãng ở bên Gấu Đôi thì đều có những cái tờ hướng dẫn sử dụng và cách dùng cho con sao cho phù hợp nhất. Đây là hàng chính hãng của mẹ lưu ý nhé. Trên thị trường có rất nhiều các sản phẩm may nhái lạ nhưng mà sẽ không đảm bảo về chất liệu vải cũng như là kích thước phù hợp với các con đâu ạ. Bố mẹ lưu ý khi lựa chọn nhé. Ngoài ra thì bố mẹ có thể sử dụng các cái loại ủ truyền thống. Ủ truyền thống đối với mùa hè thì chúng ta sẽ lựa chọn bằng chất liệu vải cốt tông một lớp mỏng hoặc là chất liệu vải xô. Đây ạ, chất liệu vải xô thì như thế này. Chất liệu vải xô thì nó giống như một chiếc khăn sữa, khăn xô tắm của con ấy ạ. Thì khá là thoáng và thấm hút. Đây ạ. Bố mẹ lưu ý là sẽ có cái phần mũ như thế này nhé. Đây ạ, phần mũ như thế này để cho em bé làm vào đây. Quấn em bé như thế này, rất là xinh xắn và thoáng mát. Một chiếc ủ như thế này thì có giá dao động từ 60.000, 90.000 tới hơn 100.000 tùy theo ạ. Hoặc là bố mẹ lựa chọn bằng chất liệu ủ bằng vải cốt tông một lớp. Vải cốt tông một lớp thì khá là thoáng mát và thấm hút mồ hôi, bố mẹ sẽ không sợ nóng cho con đâu. Có một điều rất là thích thú đó là sinh vào mùa hè này, em bé của chúng ta sẽ sử dụng đồ rất là mỏng này, thoáng này, mềm và nhẹ nhàng, không cần phải dùng quá nhiều đồ như mùa đông. Và các em bé thì có thể là xông xênh, nhiều khi là không cần mặc quần ấy, chỉ cần quấn một cái lớp mà khăn mỏng bên ngoài nữa là các con rất dễ chịu rồi, không cần phải quá nhiều quần áo như mùa đông. Đây là một chiếc ủ bằng chất liệu vải cốt tông.
đến từ thương hiệu của Thái Lan. Và cốt tông này thì nó khá là co giãn tốt này, thấm hút mồ hôi và nó phần cả phần mũ như thế này nữa, khá là xinh, dùng để bế em bé khi ra ngoài đường. Bố mẹ chuẩn bị khoảng từ 2 đến 3 chiếc ủ như vừa rồi ạ. Ngoài ra thì có một loại ủ nữa gọi là ủ kén. Ủ kén thì bố mẹ quan sát là thấy này, khi em bé được quấn ấy, thì rất là đáng yêu, và cái phần chân tay của con được quấn chặt lại để con có thể ngủ ngon hơn, giống như là khi trong bụng mẹ. Ủ kén này còn gọi là ủ mô phỏng ối mẹ. Một chiếc ủ kén này thì có giá dao động khoảng từ 80, 90, 100 đến 101 một cái ạ. Tiếp theo thì Gold sẽ cùng bố mẹ tìm hiểu về các cái dụng cụ cần thiết cho một em bé sơ sinh. Ở đây thì Gold có rất là nhiều các cái dụng cụ mà có thể là rất nhiều bố mẹ nhìn mà không biết nó là dùng để làm gì hay là dùng như thế nào. Thực ra là có rất là nhiều các cái sản phẩm cần thiết mà bố mẹ chưa biết ạ. Tùy theo từng điều kiện cũng như là nhu cầu của từng giai đoạn thì bố mẹ có thể lựa chọn các sản phẩm phù hợp. Đầu tiên là các loại bấm móng tay chân dành cho bé sơ sinh thì được thiết kế nhỏ gọn, an toàn và phù hợp với các bé. Các sản phẩm ví dụ như là hút mũi này, ti giả này, trợ ti dành cho mẹ này, hoặc là đo nhiệt độ nước, nhiệt độ phòng, nhiệt độ tắm cho em bé, nhiệt độ pha sữa, các loại kim băng an toàn có đầu bịt nhựa như thế này dùng để cho em bé sơ sinh. Đây còn thêm một cái đặc sản phẩm khá là cần thiết nữa mà không thể thiếu, đó là tư lưỡi cho em bé. Thì có nhiều loại, trong đó có loại bằng silicone, tức là tái sử dụng nhiều lần, và tư lưỡi bằng chất liệu vải dùng một lần. Bố mẹ lưu ý là chúng ta sẽ tưa lưỡi và vệ sinh cho con hàng ngày để phòng chống bệnh nấm hoặc là tưa lưỡi cho em bé, giống như việc mà chúng ta đánh răng hàng ngày. Thì hiện nay thì chúng tôi có thêm các cái sản phẩm tưa lưỡi đến từ các thương hiệu ví dụ như là hàng Dr. Papai hoặc là Baby Bro. Đó là các sản phẩm tưa lưỡi mà được các cái chuyên gia y tế khuyên dùng để vệ sinh hàng ngày cho con, rất là an toàn. Thường là sẽ được đóng từng gói nhỏ như thế này, khá là vệ sinh và sạch sẽ, tiện dụng cho các em bé nữa ạ. Mà tiếp theo đó là các cái sản phẩm ví dụ như là sữa tắm cho em bé. Sữa tắm cho em bé này, phấn rôm này, dầu massage này, các loại sữa tắm rất là đa dạng đúng không ạ? Bố mẹ lưu ý là khi mà nuôi một em bé sơ sinh thì đa số là chúng ta thường hay quan niệm là dùng các loại lá tắm cho em bé thì tốt hơn sữa tắm. Thật ra thì lá tắm rất là tốt ạ. Tuy nhiên bố mẹ nên dùng song song cả lá tắm và sữa tắm để giúp loại bỏ sạch hơn các cái phần gây hoặc là phần da chết trên cơ thể em bé sơ sinh. Bởi vì thông thường là các loại lá thì chỉ có tác dụng là làm mát thôi, chứ còn nếu mà làm sạch thì nó không thể làm sạch bằng các loại sữa tắm an toàn cho trẻ sơ sinh được. Vì vậy chúng ta sẽ sử dụng song song. Có một điều đó là trước đây thì các em bé của chúng ta rất là hay bị có cái mảng bám vào trên đầu gọi là cứt trâu, còn bây giờ thì lượng em bé dùng sữa tắm thì gần như là ít hoặc là không có, bởi vì là chính là sữa tắm có tác dụng làm sạch cơ thể em bé nhiều hơn. Đặc biệt thì Gấu Đôi có một sản phẩm đó là dầu gội trị cứt trâu Denitox đến từ Anh, một sản phẩm là chuyên trị các cái mảng bám cứt trâu ở trên đầu của em bé rất là tốt. Bố mẹ có thể tham khảo dòng sản phẩm này khi có nhu cầu ạ. Tiếp theo là chúng ta sẽ tìm hiểu về bình sữa, các loại bình sữa cho em bé sơ sinh. Các loại bình sữa cho em bé sơ sinh thì ở Gấu Đôi có đa dạng các loại bình sữa. Tuy nhiên tùy nhu cầu của bố mẹ có thể lựa chọn các dòng bình sữa phù hợp. Ví dụ như bình bằng chất liệu silicone của thương hiệu Komotomo, bình nhựa của Aven, của Pigeon hoặc là của Lancilo. Đây là những cái dòng bình mà đang được rất nhiều mẹ tin dùng. Thì thật ra thì tại sao chúng ta vẫn phải mua bình sữa cho con? Bởi vì trong quá trình em bé ăn và ti sữa mẹ hoàn toàn là tốt nhất. Tuy nhiên vì cuộc sống hiện đại, đôi khi các mẹ sẽ phải ra ngoài hoặc đi làm, thì nếu chúng ta không tập ti bình cho con thì sẽ rất vất vả trong quá trình nuôi em bé, có những thời điểm mà bố mẹ phải đi làm hoặc là ra ngoài. Vì vậy theo kinh nghiệm bản thân thì bố mẹ nên tập cho con vừa ti bình vừa ti mẹ song song từ những tháng đầu đời, để sau này khi mà bố mẹ bận thì các con có thể sẵn sàng ti bình hoặc là không bị phụ thuộc quá nhiều vào ti mẹ, như vậy sẽ rất là nhàn cho cả mẹ và em bé. Vì vậy việc lựa chọn một chiếc bình ti phù hợp và an toàn cho con cũng là điều vô cùng cần thiết ạ. Tiếp theo là chúng ta sẽ, khi mà có một chiếc bình rồi thì chúng ta sẽ cần phải có nước rửa bình và các cái dung dịch rửa bình sữa cực kỳ an toàn cho em bé. Những cái dung dịch rửa bình sữa này có thể dùng để rửa được cả hoa quả nên bố mẹ hoàn toàn yên tâm. Và các loại dụng cụ như là chổi cọ bình sữa như thế này thì có thể xoay tròn và có cả cổ chổi nhỏ đi kèm để rửa núm nữa.
Và phần cuối cùng đó là các loại bỉm tã cho em bé của chúng ta. Thì đối với một em bé sơ sinh, thông thường sau khi vừa sinh ra thì chúng ta sẽ dùng cái tã lót sơ sinh hay gọi là miếng lót phân su. Thì hiện nay Gấu Đôi đã đặt riêng sản xuất các cái sản phẩm mà cần thiết cho em bé mang thương hiệu Gấu Đôi, rất là an toàn và đảm bảo với giá thành phải chăng. Một gói như thế này thì có giá là 20.000, số lượng khoảng 30 miếng dùng một lần. Thì thông thường trong khoảng 2 ngày đầu sau khi sinh thì em bé của chúng ta sẽ ra phân su. Vì vậy bố mẹ sẽ lựa chọn các cái tã lót phân su như thế này để dùng trực tiếp lót vào mông em bé, kết hợp với tã chéo hoặc là khăn quấn thay cho em bé trong khoảng 2 ngày đầu. Sau khi mà hết phân su ấy, thì chúng ta sẽ dùng sang có thể là bỉm miếng lót sơ sinh. Miếng lót sơ sinh thì có hình chữ nhật như thế này ạ, dùng để dán vào quần đóng bỉm. Miếng lót sơ sinh thì bố mẹ sẽ dùng để dán vào chiếc quần đóng bỉm bằng vải. Thì chúng ta sẽ tiện thay cho em bé và giúp cho em bé thoáng mát hơn. Một chiếc quần vải như thế này đó thì có mảng dính và có những cái size hoặc là có thể điều chỉnh phù hợp với cân nặng của em bé từ khoảng 3 đến 5 cân. Thì chúng ta sẽ dùng một chiếc quần vải như thế này dán miếng lót sơ sinh vào ạ. Dán miếng lót sơ sinh vào và thay giặt cho em bé hàng ngày. Có những em bé nhỉnh hơn một chút hoặc bố mẹ có điều kiện thì có thể dùng sang gọi là tã dán sơ sinh, tức là dán hai bên hông em bé lại. Sơ sinh như thế này chúng ta dùng trực tiếp cho con, dán hai bên hông lại như thế này thành một chiếc quần bỉm khá là tiện lợi, có phần chun co giãn, phù hợp với các em bé sơ sinh vì chúng ta sẽ không phải thay giặt nhiều mà tiện lợi hơn, sạch sẽ hơn. Hoặc khi em bé lớn hơn một chút thì chúng ta sẽ dùng sang gọi là quần bỉm. Quần bỉm mặc trực tiếp vào em bé giống như một chiếc quần chip ạ. Đây ạ, mặc trực tiếp cho em bé sơ sinh. Thì thật ra những cái dòng bỉm này được thiết kế ngày càng đa dạng và phù hợp hơn với nhu cầu của các em bé sơ sinh. Các hiện nay ở Gấu Đôi có rất nhiều cái hãng bỉm sơ sinh đến từ các cái thương hiệu khác nhau, ví dụ như là Bobby, Husky, Joe, của Nhật có Meris, Pamper, của Hàn Quốc có Momo hoặc của Muni. Rất nhiều các cái sản phẩm bỉm với các cái mức giá khác nhau để bố mẹ lựa chọn cho con yêu của mình. Thật ra thì ở thời điểm bây giờ thì là các em bé của chúng ta sẽ được sử dụng các loại tã bỉm rất là an toàn, bố mẹ không lo là đóng quá nhiều hay là ảnh hưởng gì cả, mà rất là sạch sẽ và tiện lợi cho con ấy ạ.